Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ kem lùi không dây dành cho ô tô. Đây chính là một cái bộ mà bên mình mới lắp ráp ra. Thì hiện nay trên thị trường nó có khá là nhiều những cái dòng ô tô kem lùi, nhưng mà đa số là anh em hay đi dây, thì trường hợp mà chúng ta đi dây nó sẽ khá là rườm rà. Đối với một số xe chúng ta phải bung hết đồ ra thì nó hơi gọi là vướng và nó mất nhiều thời gian. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái combo bên mình mới lắp ráp xong. Mình sẽ làm một cái review ở trên một cái màn hình 4.3 inch nha các bạn. Và màn hình này thì bên mình đã độ sẵn một bộ thu dành cho màn hình luôn rồi. Nên là chúng ta chỉ cần cấp nguồn 12V từ cái tẩu thuốc là xong nha các bạn. Đó. Chỉ cần một cái cáp cấp vô đây 12V, xài tẩu thuốc nha các bạn, hoặc là nguồn của xe. Và cái phần cam này chúng ta sẽ có một cái bộ gọi là bộ phát. Đây là bộ phát của nó. Và bộ này thì chúng ta có thể chống nước cho nó cũng được, hoặc là ví dụ như là mọi người có thể để trong những cái phần, trong những cái chỗ mà nó khuất á, thì nó sẽ chống nước nha các bạn. Còn không thì chúng ta có thể đổ keo lên cũng được, không sao hết. Và bộ này thì nó đi một cái nguồn gọi là nguồn 5V. Thì khi các bạn sử dụng cái bộ này cho những cái dòng xe thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái béc. Thì cái béc này nó sẽ bán kèm khi mà các bạn mua thêm nha các bạn. Đó, thì ở đây mình đang sử dụng một cái jack gọi là jack 5V để mình có thể mình làm review cho các bạn luôn. Hoặc là khi mà các bạn nếu các bạn không có cái béc đó thì bên mình sẽ bán kèm theo cái béc để cho mọi người có thể lấy cái nguồn điện từ cái đèn dê xe chúng ta đấu vô đây. Thì khi mà mình chuyển qua số dê thì cái đèn ở đây nó sẽ có điện nha các bạn, và nó có điện thì tự động nó sẽ cấp cho cái bộ phát này và cái cam này luôn. Thì hôm nay mình sẽ review luôn cho các bạn coi. Đây là một cái cục pin, cục này là cục pin 1S nha các bạn. 1S thì cái pin giờ hiện tại nó sạc đầy là 4.2V. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái cam này nha các bạn, tương đương với việc là các bạn để số lùi, và sau đó mình sẽ cấp nguồn cho cái màn hình này. Thì trong trường hợp các bạn sử dụng cái màn mà của xe ô tô thì các bạn sẽ sử dụng cái chân gọi là chân chân kích nha. Chân kích có nghĩa là khi mà chúng ta dê lùi nó sẽ kích qua 12V á. Đó. Và sau khi mình cấp nguồn xong thì các bạn thấy là màn hình nó đã lên nha các bạn. Và một trong những cái đặc điểm của cái bộ này đó chính là không bị delay. Delay có nghĩa là không bị trễ hình nha các bạn. Thì các bạn thấy khi mà mình lắc nha, thì cái hình ảnh ở trên cái màn hình này nó lắc theo luôn. Ở đây thì nó cái màn hình này nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh về độ sáng nữa. Đó. Đây là cái tấm mút mà nó đang chiếu nên đâm ra là nó cái màu nó hơi bị gọi là bị hơi sáng. Thì như các bạn cũng biết là cái cam này thì nó lấy ánh sáng rất là ok. Thì các bạn nhìn trong cái góc trong kia nha, nó khá là tối nha các bạn. Đó, nó rất là tối luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dí nó vô đó để cho các bạn coi cái chất lượng trên cái màn hình nó rất là rõ nha. Đó, nó rất là rõ luôn các bạn. Mình dí vô này, các bạn thấy trên màn hình nó nhìn khá là rõ luôn nha. Thì cái dòng cam này nó cũng khá là ok, cam này cũng rất là xịn đó. Và cam này thì nó chống nước rồi. Và đây là một cái bộ gọi là bộ cam lùi wifi, đó là bộ cam lùi không dây nha các bạn. Đó, nên là các bạn sử dụng cái bộ này thì các bạn không cần phải câu dây từ đầu lên đít nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái con này, một cái con gọi là con một cái bộ thu phát không dây này để chúng ta có thể sử dụng cho cái cam lùi của xe nha các bạn. Rất là ok luôn. Đó. Thì bộ này thì bên mình đang chuẩn bị phân phối. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ để đặt hàng nha. Và bộ này thì nó cũng không mắc đâu các bạn. Nó cũng khá là gọi là dễ dễ chịu thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Các bạn có thể mua bộ này riêng hoặc là các bạn mua full combo luôn. Thì đối với những cái full combo bên mình sẽ bán ra, và bên mình sẽ để sẵn cái jack để cho các bạn có thể đấu vào, và các bạn không cần đụng chạm gì nhiều nha.
Ví dụ như là những cái bộ này đi, đúng không? Nếu mà trong trường hợp các bạn gắn cho xe ô tô thì mình sẽ để sẵn một cái jack và cái bát chuyển từ 12V xuống 5V cho các bạn luôn, để các bạn có thể câu một phát vô cái đèn dê ô tô và các bạn sử dụng thôi nha. Đó. Rồi. Còn cái màn hình này bên mình sẽ làm sẵn cái gọi là cái jack DC 5.5 này cho các bạn luôn nè. Thì các bạn có thể bên mình sẽ cung cấp thêm một cái đầu gọi là đầu đầu đực nữa để các bạn có thể đấu vô nguồn nha, và cắm vô cái này là các bạn có thể sử dụng. Cái này thì các bạn có thể để di chuyển bất kỳ ở đâu cũng được nha. Màn hình thì có thể chúng ta có thể chơi 4 inch, 5 inch, 7 inch tùy. Thì đây là một trong những cái bộ mà cam lùi không dây mà mình nghĩ là nó rất là gọi là nó mang cái tính tiện ích cao hơn, để khi mà các bạn có thể sử dụng độ vô những cái con xe của mình nha. Hoặc là các bạn có thể để bất kỳ ở đâu, ví dụ như là các bạn có thể di chuyển những cái con cam này ở bất kỳ đâu trên cái con xe. Một là chúng ta có thể sử dụng nguồn điện của xe, hai là có thể chúng ta sẽ thiết kế một cái box để các bạn có thể chỉ cần cho hết cái bộ này nha vô một cái hộp chống nước, và sau đó chúng ta chỉ để một cái cam này lùi ra thôi. Thì khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta chỉ cần làm một cái công tắc chúng ta bật lên thì cái cam này nó đã phát sóng về đây, thì cái màn hình sẽ thu online luôn nha các bạn. Thì đối với những cái bộ này á thì để sử dụng lâu dài nha các bạn. Có lẽ nếu mà trong những các bạn sử dụng mà liên tục á thì chúng ta sẽ cho nó một cái quạt, hoặc là để ở những nơi mà nó có gió nó thổi để cho nó làm mát cái bộ này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái nha. Và công nghệ này là công nghệ 2.4 nha các bạn.